Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Kỷ Hợi dự đoán bạn sẽ bận rộn trong công việc, nhưng nó sẽ tiến triển tốt nếu bạn lên kế hoạch cẩn thận. Sẽ có tài lộc đến, nhưng chi tiêu là không thể tránh khỏi. Bạn không bao giờ cho bạn bè mượn tiền và không bao giờ là người bảo lãnh. Coi chừng vết thương do dao, hãy lưu ý cẩn thận về những gì bạn ăn. Nó là nguyên nhân khiến cho bạn ngã bệnh. Vận may của tuổi Kỷ Hợi vào năm 2020 cho thấy những người sinh năm 1959 sẽ có sự nghiệp khá tốt nếu quyết định tiếp tục làm và làm việc chăm chỉ. Người làm thêm thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu bận tâm và thực tế tại nơi làm việc. Trong khi đó thì bạn nên để mắt đến những người có nhân vật đố kỵ xung quanh. Đầu tư vào bất động sản và quản lý tài sản có thể mang lại lợi nhuận cao. Họ nên để ý và chăm sóc hơn với bạn đời của mình. Những tuổi Kỷ Hợi này thì rất giỏi trong việc giao tiếp xã hội. Họ nhận được nhiều sự ủng hộ trong cả công việc và cuộc sống. Thường có may mắn và tận hưởng thành công nhất trong giai đoạn sau khi nghỉ hưu. Sinh năm 1959, nạp âm ngũ hành là Bình Địa Mộc, phần lớn là người thông minh, lanh lợi, vật chất đầy đủ, con cháu không giúp được gì, vợ chồng hòa thuận. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thường Thổ, là tài tinh, năm nay vận thế Thái Tuế là tài tinh nên tài vận rất tốt, không chừng trong công việc được lãnh đạo chỉ đạo đầu tư tài chính làm việc và có thu nhập đáng kể. Đồng thời, cần phải cẩn trọng những thư điện tử lừa gạt lấy tiền nên kịp thời báo công an để xử lý. Kỷ Âm Thổ gặp Canh Dương Kim là thương quan, không lợi cho bản thân và người nhà, chủ về mất chức, tước quyền. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Hợi sẽ phải cẩn trọng trong con đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ theo đường quan vận, càng cần phải chú trọng hơn, cần phải để ý đến các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới mình, mặc dù đã nghỉ hưu. Cho dù phải đối diện với những trắc trở khó khăn nào, cũng không nên nhụt chí sợ hãi hay là bi quan mà nên giữ tâm lý ổn định, tích cực. Trong vấn đề tài chính thì con giáp này cần phải có những suy nghĩ thật là cẩn thận và thấu đáo, không nên mù quáng nghe theo những nguồn tin bên lề hoặc là từ những người không đáng tin. Tổng quan vận hạn của tuổi Kỷ Hợi năm 1959 vào năm Canh Tý, sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của Kỷ Hợi Nam Mạng. Tuổi Kỷ Hợi Nam Mạng trong năm nay là 62 tuổi, bị sao Thái Âm chiếu mạng, hạn Diêm Vương và vận Niên Thử Quy Điển. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được, nên đi xa gặp người trên có lợi. Phụ nữ gặp sao này sẽ được vui vẻ, có tiền tài hạnh phúc, dễ đạt được các ước mơ, nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại thì hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ, nhất là về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới, nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Sao Thái Âm tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng 9, nhưng lại kỵ vào tháng 11. Nữ bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật. Hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với phái nữ, đặc biệt những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng, người đau ốm dễ không chữa trị hoặc là chữa trị không đến nơi đứng chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi. Tuy nhiên, đây là một năm tuyệt vời với mọi người, nếu không mắc phải bệnh hoặc là được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 nữ mạng. Đối với nữ mạng trong năm nay là 62 tuổi, bị sao Thái Bạch chiếu mạng, hạn Thiên La và vận Niên Thử Quy Điển. Sao Thái Bạch chiếu mạng sẽ là hung tinh, bởi sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Thái Bạch là sao xấu, cần phải giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay đề phòng quan sự. Xấu nhất đó là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ vào màu trắng quanh năm. Hạn Thiên La chủ về sức khỏe, tâm lý. Người gặp Hạn Thiên La thì đề phòng cảnh vợ chồng cãi vã, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân hay là ly dị. Thế nên, cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới giữ được hạnh phúc. Về phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959,
Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, giáp hợp với kỷ hóa thổ vào những tháng Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, tương ứng với đó sẽ là các tháng 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là kỷ, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi giáp như là giáp Tý sinh năm 1984, giáp Dần 1974, giáp Tuất 1994, giáp Thìn 1964, giáp Ngọ 2004. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, hợi, mão, mùi hóa mộc vào các tháng Dần, mão, hợi, tỵ, tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, 8, 9 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này, rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Mão thì chọn ngày hoặc giờ là Mùi. Và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Mùi thì sẽ chọn ngày giờ là Mão. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc may mắn về tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của kỷ hợi sinh năm 1959 sẽ là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 2002, Mậu Ngọ 1978, Giáp Ngọ 1954, Canh Ngọ 1990. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của kỷ hợi sinh năm 1959 sẽ là Tý, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên Bính Tý 1996, Nhâm Tý 1972, Canh Tý 1960, Giáp Tý 1984, Mậu Tý 2008. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của kỷ hợi sinh năm 1959 sẽ là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên Giáp Thân 2004, Canh Thân 1980, Mậu Thân 1968, Nhâm Thân 1992, Bính Thân 1956. Do tỵ hợi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh sẽ cần phải chú ý hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với mệnh chủ tuổi tỵ. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra, Dần hợi thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa những mệnh chủ tuổi Dần để kết hợp cũng sẽ rất cát lành. Vị trí cung tài lộc. Ngọ tại phương vị Nam 187,5 độ, Tý tại phương vị Bắc 7,5 độ, Thân tại phương vị Tây Nam 247,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải luôn chú ý giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của nhà mình. Tuổi Thiên Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của kỷ hợi sinh năm 1959 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên Tân Tỵ 2001, Quý Tỵ 1953, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Tỵ 1977, Ất Tỵ 1965. Phương án tiếp theo để chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố đầu tiên trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng để khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ, có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý gia chủ 62 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý gia chủ tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 sẽ là 62 tuổi nên không phạm phải hoang ốc. Xét đến tam tai thì nam mệnh gia chủ tuổi kỷ hợi sẽ cần tránh các năm tam tai tỵ, ngọ, mùi. Năm nay, theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 nam mệnh sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới, cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từ hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi kỷ hợi sinh năm 1959. Với nam mạng kỷ hợi sinh năm 1959 sẽ thuộc cung khôn thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh. Vì vậy,
sẽ là hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Tây Tứ Trạch, đó là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch, đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam là Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ thuộc cung Khảm, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của Đông Tứ Trạch, đó là Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Niên và Đông Nam là Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là hướng Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát, Đông Bắc Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái lạc hôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái lạc hàm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bổ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về quan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp với hướng được sinh khí thì rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng đông tượng quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, giúp vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách quan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn. Đó là phải kích hoạt tài lộc cho năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh thì các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh nhé.
Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ sẽ cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Két sắt, đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho mình. Thường thì cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh. Đó là cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương thì cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến sự may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra thì đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt. Vì vậy, đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Cuối cùng, việc lựa chọn quần áo màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật được những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.